xưởng gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Vâng, kính thưa quý vị, clip ngắn này Mộc Nam Huy xin phép thông báo đến quý vị là hiện tại Mộc Nam Huy vừa ra mộc được 3 bộ ghế Minh Quốc đầu chim cột 12 trên chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên 100%. Đây là 3 bộ ghế được Mộc Nam Huy làm các cái tiêu chuẩn tượng dày lên tới là 4 phân quý vị nhá. Và các cái phần tay nghe cũng tiếp tục là tay nghe liền nguyên khối, và mặt ván được làm với độ dày là 3 phân. Ở đây tiếp tục mặt ván cũng là mặt ván liền nguyên khối thưa quý vị. Ở đây là 3 bộ ghế mà Mộc Nam Huy vừa mới hoàn thiện mộc xong. Đó, vậy nên là khi quý vị có nhu cầu thì kính mời quý vị có thể tới xưởng của Mộc Nam Huy kiểm tra đặt hàng và ký tên trước nhé. Còn trong thời gian để mà sơn và hoàn thiện được các cái bộ ghế này thì Mộc Nam Huy xin báo đến quý vị là sẽ cần từ trong vòng từ 3 tới 4 tuần nữa thì mới có thể hoàn thiện được quý vị ạ. Tại vì các sản phẩm của Mộc Nam Huy đều được bảo lưu tại xưởng trong vòng khoảng từ 3 tuần tới 1 tháng để đảm bảo sản phẩm gỗ nó khô, nó co rút thật là kỹ. Đâu đó thì Mộc Nam Huy mới sơn và bàn giao đến quý vị nhé. Chứ không phải là khi mà làm mộc xong là Mộc Nam Huy sơn ngay và bán cho quý vị đâu. Tự vì là các sản phẩm gỗ phải để cho nó khô, đảm bảo cái khả năng lứt xé thật là thấp thì Mộc Nam Huy mới sơn. Vâng, thì trên các mẫu Minh Quốc đào chim này thì là những cái mẫu mà được Mộc Nam Huy áp dụng với các cái phần mặt 3 phân tựa 4 phân và đi kèm với các phần chân đôn, tiếp tục là chân đôn 12 quý vị nhé. Đôn 12 thì đôn cao hộp kéo và bàn hộp kéo, và đôn thấp thì không hộp kéo quý vị nhé. Vâng, lô hàng này thì Huy chỉ có 3 bộ thôi. Quý vị có nhu cầu đặt hàng thì vui lòng quý vị có thể tới xưởng Mộc Nam Huy một cách sớm nhất và để đặt hàng trong thời gian nhanh nhất quý vị nhé. Sản phẩm thì vẫn tương tự, không có quá nhiều thay đổi, tại vì những cái mẫu này thì Huy đã quay phim đến quý vị rất là nhiều rồi đúng không ạ. Minh Quốc đầu chim cột 12, tay 12 đặc nguyên khối, không tâm không giật như quý vị thấy. Đây là những cái bộ sản phẩm còn rất là mới quý vị nhé. Nước mộc và vừa mới làm xong sao đó, còn rất là mới nguyên si, cây cối 100%. Quý vị tới quý vị kiểm tra test thoải mái, đảm bảo hàng sạch sẽ không tì vết. Trong mức giá là 43 triệu, quý vị có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Mộc Nam Huy qua số điện thoại 0948 086 889 và một số nữa là 0961 989 990. Cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã theo dõi video ngắn này của Mộc Nam Huy. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.